Thay mặt cho đoàn cựu chiến binh trung đoàn 10 khu vực thành phố Hải Phòng xin được lĩnh hội và sẽ tiếp tục chỉ đạo cho các cựu chiến binh trung đoàn 10 khu vực thành phố Hải Phòng sẽ hoàn thành kế hoạch mà sư đoàn 339 của cựu chiến binh sư đoàn 339 cả nước đã đề ra. Xin kính chúc đại tá cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Lâm trưởng đoàn đến tặng hoa giới thiệu cựu chiến binh trung đoàn 10 tỉnh Quảng Trị do ông Trần Văn Đông làm trưởng đoàn lên tặng hoa. Xin trân trọng giới thiệu đoàn cựu chiến binh trung đoàn 10 tỉnh Ninh Bình do đại tá Phạm Huy Khôi làm trưởng đoàn đến tặng hoa. Xin trân trọng giới thiệu ban liên lạc truyền thống mùng 5 tháng 8 huyện An Dương do đồng chí Phạm Văn Năm làm trưởng đoàn. Xin được trân trọng cảm ơn và giới thiệu đoàn chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào huyện An Dương do đồng chí Nguyễn Văn Côn làm trưởng đoàn. Xin được trân trọng giới thiệu cựu chiến binh đoàn 554 huyện An Dương do ông Đoàn Văn Thành làm trưởng đoàn. Xin được trân trọng giới thiệu đoàn cựu chiến binh trung đoàn 8 khu vực thành phố Hải Phòng do ông Phùng Thế Sơn làm trưởng đoàn. Xin được trân trọng giới thiệu công ty cổ phần thương mại HBT do ông Nguyễn Văn Vận làm giám đốc. Xin được trân trọng giới thiệu cảm ơn và giới thiệu đoàn cựu chiến binh chuyên gia và quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào tại thành phố Hải Phòng do ông Đoàn Văn Bảo làm trưởng đoàn. Xin được trân trọng cảm ơn và giới thiệu công ty trách nhiệm cổ phần thương mại HBT do ông Nguyễn Văn Vận làm giám đốc. Xin được trân trọng giới thiệu và cảm ơn và giới thiệu công ty cổ phần thương mại FPT do ông Nguyễn Văn Nhị làm giám đốc. Xin được trân trọng cảm ơn và giới thiệu công ty trách nhiệm hữu hạn Trang Nhung do ông Đoàn Trường Giang làm giám đốc. Xin được trân trọng cảm ơn và giới thiệu câu lạc bộ thương binh xã Đại Bản do ông Nguyễn Trọng Nghị làm chủ nhiệm. Trọng giới thiệu hội tình nghĩa thương binh xã An Đồng do Nguyễn Đức Đập làm trưởng đoàn. Được trân trọng cảm ơn và giới thiệu ban liên lạc sư đoàn 325 quân đoàn 2 khu vực thành phố Hải Phòng do ông Bùi Văn Vượng làm trưởng đoàn. Xin được trân trọng cảm ơn và giới thiệu
câu lạc bộ thương binh E8 thành phố Hải Phòng do ông Đinh Văn Mạnh làm trưởng đoàn. Xin được trân trọng cảm ơn và giới thiệu Hội Chiến sĩ Bảo vệ Thành cổ Quảng Trị do ông Trịnh Ngọc Long làm trưởng đoàn. Cảm ơn và kính mời Thiếu tướng Nguyễn Văn Lưỡng đại diện cho sư đoàn, trưởng ban liên lạc sư đoàn 339 toàn quốc có lãng hoa chúc mừng hội nghị. Xin hội nghị. Xin được trân trọng kính mời đại tá Lê Duy Tý, phó trưởng ban cựu chiến binh sư đoàn 339 toàn quốc. Xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng, xin trân trọng cảm ơn đại tá. 39 năm ngày nhập ngũ, 28 năm ngày thành lập cựu chiến binh trung đoàn 10 sư đoàn 339 khu vực thành phố Hải Phòng đã được thành công tốt đẹp. Thay mặt ban liên lạc xin kính chúc tất cả các thủ trưởng, tất cả các đoàn đại biểu các tỉnh Quảng Trị, Thanh Hóa, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hải Dương và tất cả các đơn vị kết nghĩa trong khu vực thành phố Hải Phòng, chúc các thủ trưởng, các đồng chí, các quý vị đại biểu và gia đình có cuộc sống an khang, thịnh vượng, hạnh phúc, luôn luôn phát triển và tiến tới. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt cho ban liên lạc một lần nữa xin được lĩnh hội những ý kiến của tất cả các đoàn đại biểu, các thủ trưởng, các đồng chí nếu có điều kiện sẽ gửi email, số điện thoại về ban liên lạc cựu chiến binh trung đoàn 10 để chúng tôi mỗi ngày một củng cố và được cả chiều rộng và chiều sâu phối kết hợp cùng với ban liên lạc các tỉnh hoàn thành trách nhiệm đối với những người đã ra đi, những đồng chí đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc để chúng ta tiến tới lễ kỷ niệm 40 năm phía Bắc tại thủ đô Hà Nội thành công rực rỡ. Xin chân thành cảm ơn.